Theo các bạn có nghĩa là tu theo lời dạy của Đức Thầy phải tu theo cái nghĩa, quý vị đọc cái câu giảng lên rồi mình phải tìm hiểu nghĩa, khi hiểu nghĩa xong rồi phải làm theo thì kết quả trong một kiếp này mình được vãng sanh. Bây giờ thầy nói, bây giờ tôi gạn lại cho quý vị mình dễ hiểu ha. Thầy nói lòng thương chúng thiết phương tịnh độ đặng dắt dìu tất cả chúng sanh, rồi nếu như ai có chí làm lành là một câu, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc là hai câu. Hai câu này là yếu chỉ của pháp môn tịnh độ. Hai câu giảng của Đức Thầy là cốt tủy của ba bộ kinh, có nghĩa là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Thầy gom lại có hai câu giảng. Nếu ai hiểu hai câu này, hành đúng hai câu này, sống hiện tại thì được an lành, ấm no, hạnh phúc, chết là giảng sanh, chắc chắn 100% vậy. Quý vị có đồng ý vậy không? Nhưng mà ở đây mình nói là Đức Thầy nói là tìm hiểu nghĩa làm theo nha quý vị, chứ không phải đọc hoài hai câu giảng này mà được giáng sanh. Bây giờ thầy phải nói nếu nhai có chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quá. Bây giờ nếu quý vị mình đọc hoài đi, nếu nhai có chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quá, nếu nhai có chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quá, nếu nhai có chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quá, đọc hoài cho tới khi chết giảng sanh không? Cho nên đọc cái to thuốc, đọc cái to thuốc mà không uống thuốc là không hết bệnh. Đọc cái lời dạy của Đức Thầy mà không hiểu nghĩa, không làm theo thì không kết quả. Cho nên hôm nay chúng ta là người tín đồ Phật giáo hòa hảo, phải nghe lời dạy của Đức Thầy. Thầy chỉ thì phải làm, thầy biểu thì phải dâng lời, thì nó mới thành tựu được, chứ không phải đọc hoài câu giảng. Bây giờ phải tìm hiểu nghĩa, coi cái nghĩa Đức Thầy biểu mình làm gì. Nếu nhà có chí làm lành là làm cái gì? Rồi phải làm, chứ phải đọc hoài chữ có chí làm lành. Bây giờ Đức Thầy dạy mình nếu nhà có chí làm lành ở đây là Đức Thầy dạy cho tín đồ gieo nhân lành. Mà gieo nhân lành sau này hưởng quả gì quý vị? Gieo nhân lành hưởng quả lành, gieo nhân yêu thương mới hưởng quả yêu thương. Còn mình gieo nhân không lành thì hưởng quả không lành, gieo nhân không yêu thương thì có ai yêu thương mình? Thì hôm nay Đức Thầy dạy cho tín đồ đem cái sự ấm no hạnh phúc lại cho gia đình mình bằng cái câu là cố chí làm lành. Cố chí làm lành ở đây là bao gồm thân lành, khẩu lành, ý lành. Ba nghiệp thân khẩu ý này sanh ra, nó là nguồn gốc sanh ra muôn ngàn việc lành khác. Nếu chúng ta kiểm soát ba nghiệp thân khẩu ý, thân thì buộc nó phải làm lành, cố chí không sát sanh, cố chí không đạo tặc, không tà danh, đó là thân lành. Cố chí không lưỡng thiệt, không ỷ ngôn, không ác khẩu, không vọng ngữ, đó là khẩu lành. Cố chí không tham lam, không sân nộ, không mê si, đó là ý lành. Mười việc lành này cái nào cũng có phước. Nếu chúng ta đem cái ba nghiệp thân khẩu ý này mà trừ được 10 điều ác, ác sanh ra 10 điều lành, thì ngày nào chúng ta cũng có phước. À, khi có phước rồi thì nó sẽ chuyển cái nghiệp của chúng ta. Cái người nghèo mà tu đúng là dạy Đức Thầy, thân lành, khẩu lành, ý lành, thì ngày nào cũng có phước. Mà khi phước vô rồi thì người nghèo chuyển lên khác, cái người khác chuyển lên giàu, cái người giàu giàu thêm. Tại vì ngày nào mình cũng có phước vô chứ. Thành thử là khi có phước thì thầy nói sao? Khuyên người hữu phước sao nữa? Hữu phước giàu sang, có phước là giàu sang. Tôi nói quý vị mình không có phước á, cái người mà thiếu phước rồi đó ha, không có tiền thôi nha quý vị, có tiền vài ba triệu trong túi là có chuyện, vợ không đau con cũng đau, có chuyện này chuyện nọ, chuyện nào hết tiền mới thôi, mới có nữa. Như vậy là nó mới nghèo chứ, mạnh đâu có được, mạnh đâu được đó, rồi tiền nó không ra lấy gì đâu nghèo. Nhưng ngặt thiếu phước giữ không được
thiếu hước rồi đó, tiền vô cửa trước nó ra cửa sau cho nè. Mà bây giờ nghe lời thầy dạy, mình tu tịnh độ, mình cố chí làm lành, là thân thì làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành, nói gì cho nó mau, cái nào cũng có phước hết quý vị. Nên như vậy là có phước rồi, nó chuyển đổi số mạng. Chúng ta nghèo sẽ tiến lên khá, khá tiến lên giàu, giàu giàu thêm. Như vậy là Đức Thầy mình mới gọi là ông Phật. Ông Phật ra đời dạy cho mình một cái pháp môn đem lại sự ấm no hạnh phúc cho gia đình của tín đồ. Đó là nói cái cuộc sống hiện tại. Sau đó rồi chuyên niệm Phật, cầu sanh Phật quốc. Chữ cố chí làm lành đây là trợ hạnh, chuyên niệm Phật là chánh hạnh, cầu sanh Phật quốc là nguyện. Chúng ta làm đủ ba điều, sống hiện tại thì an lành, mà khi chết là vãng sanh, chết là vãng sanh. Nhưng mà hồi đó tới giờ cái nguyên nhân đọc hoài câu giảng mà không làm theo cái nghĩa, cho nên tu thì đông mà thành tựu thì rất ít. Bây giờ tới chữ chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, và không lẽ đọc hoài chữ chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, đọc hoài giảng sanh không quý vị? Cho nên phải biết chuyên niệm Phật được cầu sanh Phật quốc cầu sao. Bây giờ chuyên niệm Phật là niệm Nam Mô Di Đà Phật đó, tại vì tâm tịnh độ là phải niệm Nam Mô Di Đà Phật. Có đôi khi người ta tu thiền ta niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nữa, nhưng mình tu tịnh độ là phải niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Niệm cho nhiều, niệm cho thường thục, niệm ít quên, gọi là chuyên niệm Phật. Cái chuyên niệm Phật này dễ rồi ha. Tới chữ cầu sanh Phật quốc, thầy biểu mình cầu sanh Phật quốc đó, giờ cầu không? Cầu không hay là đọc hoài chữ cầu sanh Phật quốc? Cho nên đây nè, đây là cái chỗ mắc mú mà từ hồi xưa tới giờ tu đông xèo xèo mà giảng sanh ức chỗ này nè. Tín đồ Phật giáo hòa hảo của chúng ta cố chí làm lành có làm, chuyên niệm Phật thì có niệm, tới cầu sanh Phật quốc cái không cầu. Có nhiều người nói Đức Thầy không có dạy, Đức Thầy không có dạy, cầu gì? Mà Đức Thầy biểu mình cầu sanh Phật quốc, cái đó là Đức Thầy dạy đó. Còn cầu sao là mình phải tự cầu. Cũng giống vậy nè quý vị, tôi cắt nghĩa, tôi ví dụ hoài chứ với quý vị mình dễ hiểu. Bây giờ ba mình á, ổng sai con à, ngày mai đám giỗ ông nội, thằng A mày lên sớm trên, mày mời sớm trên. Thằng B mày xuống sớm dưới, mày đám giỗ, ngày mai đám giỗ ông nội. Đó, hai thằng con, thằng A với thằng B, một thằng mời sớm trên, thằng mời sớm dưới. Giờ thằng A nó lên sớm trên, nó lên gặp cô ba, cô tư, bác ba, ông năm gì đó. Bây giờ nó gặp bác ba, bây giờ A này nó mời sao quý vị? Nó mời không hả, là nó lặp lại đi gan lời của ba nó. Không lẽ là đi qua gặp bác ba cái đứa con đi mời đám giỗ sao? Hay sao? Bây giờ kêu ba mình biểu mình đi mời đám giỗ thì lại gặp bác ba. Bây giờ nói cho lịch sự á, nếu mình là bổn phận con cháu khoanh tay lại, thưa bác ba, ngày mai nhà con có đám giỗ ông nội con, ba con sai con qua đây mời bác qua dự đám giỗ, chứ cúng sao dùng với ba con bữa cơm thân mật. Như vậy là cái câu mời này ba nó đâu có biểu nó, đâu có dạy nó mời sao đâu, nhưng bổn phận của nó là phải biết tự đặt ra một cái câu mời sao cho nó phù hợp. Thì cũng giống như vậy, Đức Thầy mình biểu chuyên niệm Phật rồi cầu sanh Phật quốc. Thầy biểu mình cầu sanh Phật quốc thì mình cứ cầu. Cũng giống như thằng A mà nó lên sách trên, nó gặp bác ba thì nó phanh tay lại nó mời. Thì cái văn mời của nó là nó phải tự đặt ra mà nó mời. Còn bây giờ nó qua tới gặp bác ba bác tư cái này nó nhớ, ủa ba mình ông đâu có biểu mình mời sao đâu, biết đâu mời. Mình mời đây coi chừng sai là làm gì là chặt cái ý của ba mình ông gây nữa. Cho nên nó làm thinh, nó không dám mời. Nó sợ đây đặt thêm đi rồi sợ ba mình quả chết. Tại vì ba mình đâu có dạy mình cái câu mời mời. Nếu đặt thêm mà mời á, thì ba mình ông nói mình đặt thêm, cho nên nó không có mời. Còn thằng B nó xuống chung dưới, nó hiểu cái nghĩa của ba mình biểu đi mời đám giỗ, thì nó khoanh tay lại nó thưa cô Năm,
ngày mai nhà con có đám giỗ, ba con sai con qua đây mời cô qua dự đám giỗ chứ cúng sao dùng với ba con bữa cơm thân mật. Nó đi hết xuống dưới nó mời cho. Tới qua bữa sau tới ngày đám giỗ, cái người ta đi đám giỗ nhắm cho ông già ông dòm tới dòm lui sao ông thấy xóm trên không có ai trên, xóm trên không có ai trên. Cái ông nói ngã đâu rồi, cái ba biểu đây. Nó dạ thưa ba, biểu con gì ba? Tao biểu mày đi mời xóm trên, sao mà nãy giờ tao dòm thấy xóm dưới không, không thấy xóm trên ai trên. Cái nó nói ba, ngày qua ba biểu con đi mời đám giỗ mà ba đâu có nói con mời sao đâu. Con mời con sợ lỗi với ba, làm sai cái lời dân của ba đi con sợ, cho nên con không dám mời. Cho nên đâu con đâu có mời người nào đâu ba. Cái ông già ông ấy nói mày quá tệ rồi a ơi, mày thấy em mày không? Ngày qua tao cũng nói như vậy, tao biểu hai thằng bay đi mời đám giỗ, thì em mày đi xuống nó hiểu cái ý của tao là nó xuống nó mời, mày thấy không, tao đi nhắm cho. Còn mày lý do mày chấp văn tự, mày sợ làm như vậy là dư, cho nên mày không có mời, mày thấy không có một người đi. Đáng lý ra bữa nay ha, tao bắt mày cúi xuống tao quánh mày ba coi. Nhưng mà vì ngày nay đám giỗ cho nên tao tha mày lần này nữa nghe. Lần sau mày phải rút kinh nghiệm lại. Thì cũng giống như vậy, Đức Thầy mình biểu mình chuyên niệm Phật, cầu sanh Phật quốc. Cái cầu sanh Phật quốc này là cái nguyện của tâm tịnh độ, mà được vãng sanh hay không là do cái nguyện. Mà nếu chúng ta không có dám cầu, không có dám nguyện, làm gì được vãng sanh. Cho nên Thầy dạy ba điều, mà mình tu có hai điều à, có chí làm lành có làm, chuyên niệm Phật có niệm, cái cầu sanh Phật quốc cái mình không chịu cầu. Mà cái cầu sanh Phật quốc này là cái nguyện, mà cái nguyện của tâm tịnh độ này là nó quyết định vãng sanh. Tại vì Ngẫu Ích Tổ Sư Ngài có phân ra, Ngài nói được vãng sanh cùng chăng đều do tính nguyện có hay không, phẩm vị cao thấp do trì danh sâu hoặc cạn. Được vãng sanh hay không là do tính và nguyện. Còn ngồi cao thấp đó, phẩm vị thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm là do niệm Phật và làm lành, là cái hạnh đó quyết định ngồi cao thấp. Tùy theo khả năng của người, mỗi người mà sự công phu hành đạo có ngồi có cao có thấp. Còn được vãng sanh hay không là do tính và nguyện. Cho nên Ngài nói tiếp, tính nguyện kiên cố đến lâm chung, dù 10 niệm hay 1 niệm vẫn được vãng sanh. Ha, nhắc lại cho dễ nhớ nha. Tính nguyện kiên cố đến lâm chung, dù 10 niệm hay 1 niệm vẫn được vãng sanh. Có nghĩa là khi cái người mà có phát nguyện tha thiết rồi, có tin sâu thiết rồi, đến khi lâm chung chết á, niệm được 10 niệm thì cũng được vãng sanh. Còn Ngài nói tiếp, nếu tính nguyện mà không có, đến lâm chung niệm cho đến nhất tâm bất loạn, niệm cho đến mưa không tạt, gió không lay, vững chắc như vách sắt thành đồng, cũng không lý nào vãng sanh. Nếu mà cái người mà không có tính nguyện rồi đó, đến lâm chung niệm cho đến nhất tâm bất loạn, nói liền nha, niệm cho đến mưa không tạt, gió không lay, vững chắc như vách sắt thành đồng, cũng không lý nào vãng sanh. Đó là lời của Ngẫu Ích Tổ Sư, là tổ thứ 9 của tâm tịnh độ. Và đồng thời trong kinh A Di Đà, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, Ngài có nói rằng: này Xá Lợi Phất, những người đã phát nguyện, những người đang phát nguyện, những người sẽ phát nguyện, là những người bất thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những người đã phát nguyện thì đã sanh, những người đang phát nguyện thì đang sanh, những người sẽ phát nguyện thì sẽ sanh. Quý vị mình nghe cái câu kinh này, quý vị mình thấy cái nguyện cực kỳ quan trọng. Có phát nguyện mới có sanh. Cái người đã phát nguyện thì đã sanh, cái người đang phát nguyện thì đang sanh, cái người sẽ phát nguyện thì sẽ sanh. Và cuối cùng không phát nguyện là không sanh. Không phát nguyện là không sanh. Cho nên cái nguyện cực kỳ quan trọng. Từ hồi xưa tới giờ mình thấy đồng đạo chúng ta tu thì rất đông, tu rất đông, nhân giảng sanh rất là ít. Trong những năm gần đây ngộ được là dạy của Đức Thầy, tu đúng lời dạy của Đức Thầy,
thì giảng sanh rất là đậm hiện nay. Có nghĩa là trong những năm gần đây và đến bây giờ, tất cả những đồng đạo mà tu đúng lời dạy của Đức Thầy thì người nào ra đi cũng giảng sanh, ra đi cũng giảng sanh, ra đi cũng giảng sanh. Chứ niệm Phật thì cầu sanh Phật quá. Bây giờ mình bàn cái chỗ chữ cầu sanh Phật quá giúp nha. Quý vị mình có ý kiến, thầy biểu mình cầu sanh Phật quá là cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì cái danh nguyện ai cầu sao cũng được, chứ không phải nhất thiết phải giống nhau. Cái danh nguyện đó là sự, không nhất thiết phải giống nhau. Còn cái lý của nó là muốn sanh về Cực Lạc, cái lý là phải giống nhau. Bây giờ quý vị mình biết là đến khi lâm chung nó hồi xưa tới giờ do không ngộ tịnh độ đó, cho nên có nhiều người ăn chay mấy chục năm, làm từ thiện nổi tiếng luôn, nhưng mà tới đau gần chết rồi cái trong lòng muốn cái gì quý vị, muốn cái gì? Muốn hết bệnh, rồi cầu xin Phật độ cho con hết bệnh, là nó trái với tâm tịnh độ, làm sao được vãng sanh được. Cho nên điều nguyện thứ 18 à, khi tôi thành Phật, tất cả chúng sanh mười phương, ai mà nghe đến cõi nước tôi đặt chọn lòng tin nữa, là chữ tín. Muốn sanh về cõi nước tôi là chữ nguyện. Người niệm danh hiệu của tôi là niệm cho đến 10 niệm, nếu không được vãng sanh thệ nguyện không ngồi để chánh giác, trừ những người phạm tội ngũ nghịch và quỷ bán chánh pháp. Như vậy thì cái nguyện của tông tịnh độ là muốn sanh về Cực Lạc, mà đồng đạo mình lý do không hiểu cho nên đau gần chết rồi muốn sanh về Cực Lạc không muốn, mà lại muốn hết bệnh. Muốn hết bệnh là đồng nghĩa với muốn ở lại, cầu xin hết bệnh là đồng nghĩa với cầu xin ở lại. Mà trong lúc mình đau mình muốn hết bệnh, cầu xin hết bệnh, mà mình tới số chết không có dễ chết. Có nghĩa là tới số là chết. Tại vì Đức Phật nói là Diêm Vương chú định tam canh tử, định bất lưu nhân đáo ngũ canh. Ông Diêm Vương ổng thuê mình canh ba chết, mình xin tới canh năm cũng cho. Khi hết số thọ mạng rồi, Đức Thầy cho biết là nhiều phương thuốc ngừa sao ngăn trước, mà cũng không thoát lực từng quân, dẫu ở nơi cùng cốc thâm sơn, chẳng trốn lánh tử thần cho khỏi. Khi tới số rồi, Đức Thầy cho biết là không có trốn chỗ nào mà khỏi. Tới số là chết, kể cả ông vua ông tới số không còn chết, ông chủ tịch nước kìa, ông tới số không còn chết được. Quý vị mình suy nghĩ kỹ, cái ông chủ tịch nước mà ông đau đó, bác sĩ nào không có? Hô bác sĩ Liên Xô, có bác sĩ Liên Xô liền. Hô bác sĩ Nhật, có bác sĩ Nhật liền. Thuốc ngoại nhập, loại nào hô lên là có liền. Nhưng mà ông tới số ông cũng chết, thì mình cũng không ngoại lệ, mình tới số cũng chết. Quý vị mình nên hiểu cái này. Nếu mình muốn giảng sanh cầu xin Phật ước, mà mình ngoéo ngang mình chết là Đức Phật ước mình liền. Cái này thầy nói mà, cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mai đời với cuộc luân hồng. Nếu mình muốn giảng sanh cầu xin Phật ước, mình ngoéo ngang mình chết là ông Phật ước mình. Còn nếu mình không muốn giảng sanh, không cầu xin Phật ước, mà mình muốn hết bệnh cầu xin hết bệnh, mà mình tới số mình cũng chết, mà chết như vậy Phật không có cướp. Mà Phật không cướp ai cướp quý vị? Quỷ vô thường. Khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, quỷ vô thường dắt xuất diêm định. Dù cho mình tu công quả bao nhiêu thì cũng theo quỷ vô thường dắt xuất diêm định, rồi công đồng tội phước. Nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem gài hầu non, chỉ có tội phước hãy còn. Đến nơi thẩm phán cửa sau diêm đài, phước nhiều sao nữa, tiến cảnh lên gài. Dù cho tu tốt cỡ nào thì phước nhiều sanh thêm thôi. Còn nếu muốn được giảng sanh theo Phật A Di Đà về Tây Phương thì phải làm đúng theo lời dạy của Đức Thầy, chuyên niệm Phật rồi cầu sanh Phật quốc cho tới hơi thở cuối cùng. Khi mình đau nặng mình cũng vẫn muốn giảng sanh, vẫn cầu xin Phật rước Nam Mô A Di Đà Phật, cầu xin Đức Phật A Di Đà rước con về Cực Lạc cho đến hơi thở cuối cùng, ngoẻo ngang chết là giảng sanh. Cho nên đây là một cái yếu chỉ mà từ xưa tới giờ là ít có ai ngộ được trong này. Bây giờ thầy biểu mình cầu sanh Phật quốc là cầu sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Mà ông Phật A Di Đà ông làm giáo chủ ở cõi Tây Phương Cực Lạc, mà mình muốn về nước của ổng rồi mình xin với ai quý vị? Đó, mình phải tìm hiểu nghĩa làm theo. Bây giờ ông Phật A Di Đà ông là chủ nhà, mình nói chủ nhà cho dễ,
ổng là giáo chủ của cõi Tây Phương Cực Lạc, mình muốn vô nước của ổng thì mình phải xin ngay ổng. Cho nên mình phải cầu xin Đức Phật A Di Đà rước con về Cực Lạc để xin Đức Phật tiếp dẫn mình về Tây Phương. Bây giờ mình cầu xin Đức Phật A Di Đà rước con về Cực Lạc, ổng có rước liền mình không quý vị? Rước liền không? Không, chưa tới số ổng không rước. Mà ngược lại ổng còn độ mình nha. Ổng nhìn nhận mình là đệ tử, ổng gia bị mình, ổng phóng quang gia bị cho mình được tai qua nạn khỏi nè, rồi là được là may mắn trong cuộc sống, là nghiệp bệnh tiêu tan. Cho nên mình cầu xin Đức Phật A Di Đà rước con về Cực Lạc là mình đăng ký với ông Phật A Di Đà. Đến ngày mình hết số thọ mạng ông rước mình, tại vì ông Phật nào cũng có lục thông chứ. Khi mình nguyện xong rồi ổng biết à, tư xã này là đúng ngày đó, tháng đó, năm đó là hết số thọ mạng, đúng ngày đúng giờ ổng xuống đưa mình về Tây Phương. Bây giờ tôi nói ví dụ gì dễ hiểu nha. Một tuần nữa mình đi thành phố khám bệnh, bữa nay là mình ra xe thành phố, ra xe Huệ Nghĩa đó, mình mua cái vé bỏ túi. Khi mình mua được cái vé xe bỏ túi rồi, trả tiền xong, mình chắc ăn được đi thành phố. Đúng 7 ngày cái xe nó sai tài xế, tài xế mày chạy vô rước ta, chú Tư không mua vé rồi tài xế. Cái xe nó chạy tới nhà mình, nó kêu chú Tư ơi, bữa nay tới ngày đi rồi, mình lên xe đi chú Tư ơi. Mà bữa đó mình lỡ ngủ quên, nó vô nó vỗ cửa gầm 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 gầm, nó kêu hoài chừng nào mình lên xe nó đưa mình đi thành phố. Giờ tôi hỏi quý vị nha, mình không mua vé xe có vô nhà mình rước không? Không mua vé xe nó chạy tốt luôn. Bây giờ ví dụ như mình mua vé xe 7 ngày mới đi, mà mới 3 ngày xe có vô rước không? 5 ngày vô rước không? 6 ngày cũng không rước. Đúng 7 ngày mới rước thì cũng giống như vậy. Mình nguyện cầu xin Đức Phật A Di Đà rước con về Cực Lạc, ông Phật ông biết mình ngày nào tháng nào, đúng ngày đúng giờ ông rước. Còn chưa đúng thì ông không có rước. Cho nên mình cũng đừng sợ nha. Tại vì có những người nào mới nghe nói cầu xin Đức Phật A Di Đà rước con về Cực Lạc ta sợ dữ lắm. Nhưng mà quý vị đừng có sợ, tại vì ông Phật nào ông cũng có lục thông hết trơn á, ông biết mình ngày nào tháng nào hết số thọ mạng, ông biết đúng ngày đúng giờ ông rước mình. Còn chưa tới ông không có rước mà lại ông độ mình nha. Cho nên mình cứ mạnh dạn mà cái nguyện đó tha thiết chừng nào thì sự giảng sanh chắc chắn chừng này. Tha thiết chừng nào thì nguyện thì cái sự giảng sanh chắc chắn chừng này. Tại vì cái giảng sanh hay không là do nguyện mà. Cho nên cái nguyện nó là quyết định giảng sanh. Cho nên mình niệm Phật rồi mình phát nguyện cho tha thiết, quân tập lâu ngày cái nguyện của mình nó mãnh liệt, thì cái sự chắc chắn giảng sanh của mình chắc chắn. Bây giờ tu như vậy có ai giảng sanh chưa? Quan trọng cái chỗ này nè, cái thành tựu đó nói lên sự đúng sai. Bây giờ giới thiệu cho quý vị mình biết nổi trong cái nhóm mình nè. Một là gia đình của cô Hai Yến nè, là bà Đoàn Thị Yến đó, là mẹ của hai cô này, cô Phết với cô Đậu, cũng tu y như vậy. Mà sau khi giảm sanh rồi có hào quang nè, có mùi thơm nè, qua nổ rước chứ. Thì mình mở cái thẻ của mình, cái mục đầu tiên đó là bữa đó là sẽ kể lại cái mẫu chuyện đó quý vị mình mạnh lại nghe. Cái thứ hai là ông ngoại của Đệ Điền. Đây, ông ngoại Đệ Điền là ông Nguyễn Văn Đấu, 99 tuổi. Ông tu cũng có bao nhiêu đó, niệm Phật 3 câu, cầu xin Phật ước một lần. Quý vị mình mở cái thẻ, trong cái thẻ cũng có chuyện của ông Hai, và đồng thời cái tiếng của ông Hai còn cũng có niệm Phật, có lưu gì đó. Ông Hai ông cũng niệm Phật 3 câu phát nguyện một lần, mà ông ra đi giảng sanh rất là ngoạn mục luôn. Ông Hai ông giảng sanh có mùi hôm nước nào luôn quý vị. Rồi có thạch tiếng giảng sanh cũng thấy hào quang, và dân dân. Thì quý vị mình biết rằng giảng sanh thì nó có cao có thấp, chứ không phải mỗi người mà mình phải đòi cho có hào quang, có mùi thơm mới chịu nha. Tại vì bây giờ đi thi đó, một cái khóa thi thì thủ khoa có 1 người không ạ, rồi á khoa có 2 người, rồi loại xuất sắc là khoảng 10 mấy người, loại hạng nhất là 20-30 người, sau đó trung bình đó, biết bao nhiêu. Thì
thì giảng sanh cũng giống vậy. Tại vì Tây Phương Cực Lạc chính phẩm liên qua thượng phẩm, thượng sanh, thượng phẩm, trung sanh, thượng phẩm, hạ sanh, trung phẩm, thượng sanh, trung phẩm, trung sanh, trung phẩm, hạ sanh, rồi hạ phẩm, thượng sanh, hạ phẩm, trung sanh, hạ phẩm, hạ sanh. Cho nên cái người mà phẩm vị cao thì mới có những cái ấn chứng đặc biệt, mùi thơm, màu quang, rồi quá nạp đồ. Còn cái dạng mà giảng sanh cái mức trung bình, chúng ta y cứ vào kinh, y cứ theo lời dạy của Đức Thầy, chúng ta sẽ biết được cái đồng đạo mình được giảng sanh. Cái thứ nhất là người này có tu tịnh độ đúng theo lời dạy Đức Thầy. Thầy nói cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mai đầu giữa cục linh hồn. Ai có tính, có nguyện, có phụng hành đúng lời thầy dạy, chết là giảng sanh. Cái này là thầy nói. Nên ai tu vậy rồi mình thấy cái người này có tu y vậy là mình tin người này được giảng sanh. Và đồng thời khi giảng sanh thì phải để lại ân chứng, nói có sách, mắt có chứng. Cái ân chứng giảng sanh nó nằm ở trong điều nguyện thứ 33 trong kinh Vô Lượng Thọ. Đức Phật có nguyện rằng khi tôi thành Phật, tất cả chúng sanh mười phương, ai mà được quang minh của tôi chạm đến thân thì thân tâm mềm mại nhẹ nhàng hơn cả trời người, nếu không y như lời thệ nguyện không thành Phật. Như vậy là cái người giảng sanh thì thân thể phải mềm hoài không phải kinh. Khi Đức Phật mà chiếu hào quang vào thân để ước linh hồn thì cái thân đó mềm hoài để bao nhiêu lâu cũng mềm. Mặt mày rất là đẹp, đẹp hơn còn lúc sống. Cái thứ ba nữa, căn cứ vào kinh Liễu Sanh Thất Tử là nói rằng đảnh sanh thánh, nhãn sanh thiên, nhân tâm ngã quỷ phúc, bàn sanh tất cả ly, địa ngục xuất bản cướp. Có nghĩa là con người sau khi chết hơi ấm lạnh dần, lạnh dài lên nếu dừng nơi đỉnh đầu, gọi là đảnh sanh thánh, là ấn chứng sanh về cõi Phật. Dừng nơi mắt, gọi là nhãn sanh thiên, ấn chứng sanh về cõi trời. Dừng nơi ngực, đầu thai trở lại làm người. Bụng ngã quỷ, đầu gối xúc sanh bằng chân địa ngục. Như vậy là cái người giảng sanh thì hơi ấm phải dừng nơi đỉnh đầu. Ba yếu tố như đã kể trên thì chúng ta đã kết luận đồng đạo mình được giảng sanh rồi. Chứ đừng đòi hỏi phải có hào quang, có mùi thơm. Tại vì cái đó là trình độ, cái đó là phẩm vị cao mới được. Còn cái dạng trung bình là nhiêu đó được rồi. Một là có tu tịnh độ đúng là dạy Đức Thầy. Hai là để lại ấn chứng là thân thể mềm mại, mặt mày tươi hồng. Ba là ấm đỉnh đầu. Ba là kết luận rằng đồng đạo này đã được vãng sanh về cực lạc. Quý vị có đồng ý không? Rồi bây giờ tôi trình bày sơ bộ vị, dành thời gian để cho quý vị mình giao lưu. Ai có ý kiến gì đưa lên thì xin trân trọng kính mời. Anh Nam Mô A Di Đà Phật. Có đồng đạo hỏi là tu tịnh độ mà không có ăn chay có được giảng sanh hay không? Thì xin trả lời gì quý vị? Bây giờ mà nếu mình đang thiếu nợ người ta, đang thiếu nợ người ta mà nợ chưa trả, mà hôm mà mình dỡ nhà đi, chủ nợ có cho mình đi không? Không. Cho nên bây giờ là mình đang dây nợ, thiếu nợ người ta mà mình sửa sạn dỡ nhà đi, chủ nợ không cho mình đi, không cho mình đi. Thì cái người ăn mặn á cũng giống như cái người đang thiếu nợ. Muốn giảng sanh cho dễ thì phải phát tâm ăn chay. Chứ còn nói ăn mặn luôn mà để được giảng sanh thì tỷ lệ heo dữ lắm. Rất là heo. Heo làm sao? Không phải là Đức Phật A Di Đà đòi hỏi phải ăn chay, Đức Phật mới hứa, Đức Phật không có nguyện cái này. Để tôi lặp lại cái điều nguyện thứ 18 cho quý vị mình dễ hiểu nha. Điều nguyện thứ 18 Đức Phật nói là khi tôi thành Phật, tất cả chúng sanh mười phương, ai mà nghe đến cõi nước tôi đặt chọn lòng tin ưa, muốn sanh về cõi nước tôi niệm danh hiệu của tôi, từ một niệm cho đến mười niệm, nếu tôi không bước về Tây Phương thệ nguyện không thành Phật. Thì như vậy là Đức Phật A Di Đà không đặt ra cái điều kiện phải ăn chay. Nhưng nếu mà chúng ta không ăn chay, chúng ta không dễ gì mà niệm được mười niệm trước khi lâm chung. Nó như vậy đó, chứ không phải là cái điều kiện ông Phật A Di Đà ông buộc phải ăn chay. Cũng giống như tôi nói hồi nãy, nếu mình không thiếu nợ mình nô mà ai ước mình dở nhà đi là hôm nay càng chảo.
Còn mà hôm mà mình sửa sạn dở nhà đi mà nợ còn nhắm hết trơn thì chủ nợ nó không cho mình đi. Làm gì niệm được 10 niệm mà giảng sanh, phải không? Cho nên Đức Thầy mới dạy mình á, Đức Thầy mình là khổ Phật lâm phàm và đồng thời tịnh độ của Đức Thầy. Ai mà nói đúng tâm tịnh độ của Đức Thầy là độ tặng chúng sanh. Còn nếu ai mà buông cái lời dạy của Đức Thầy ra nói hồi ở lại chơi, nói tịnh độ mà nói không có phù hợp với tâm chỉ đó thì không độ hết chúng sanh. Đức Thầy nói nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật, cầu sanh Phật quốc. Cái chữ cố chí làm lành ở đây bao gồm cố chí ăn chay, cố chí giữ giới, cố chí làm các công tác xã hội từ thiện theo khả năng của mình. Đó là cố chí làm lành. Thì cái này ai làm cũng được. Bây giờ đồng đạo này ta mới tu, ta ăn chay bốn bữa, ta niệm Phật cầu giảng sanh. Mà nếu ngay trong thời gian đó người ta đã cố chí rồi ăn bốn bữa, niệm Phật cầu giảng sanh đầy đủ tính nguyện hạnh, có nghĩa là niệm Phật cầu giảng sanh là nguyện đó, niệm Phật là hạnh. Rồi cố chí làm lành là người ta cố chí ăn chay, mới ăn chay bốn bữa, dài ba bữa người ta chết, người ta giảng sanh. Không phải đòi hỏi ăn chay trường, nhưng mà phải cố chí lên à, chứ không phải ăn bốn bữa rồi ngồi đó hoài không được. Giờ thầy nói cố chí làm lành là ở đây là cố chí ăn chay bốn bữa, rồi mình cố lên sáu bữa, cố lên tám bữa, cố lên mười bữa, cố lên trường chay. Và đồng thời cái ông ăn chay trường mà nghe người ta nói dễ quá, ông sụt xuống 10 ngày có cố chí không? Nếu sụt xuống là chả cái, không cho sụt xuống. Cái ông bốn bữa có quyền lên, trong thời gian lên này ông chết ông giảng sanh, chứ không phải đợi ăn chay trường mới được giảng sanh nha, không phải. Cố chí mà người ta mới vô, người ta ăn chay bốn bữa, người ta niệm Phật cầu giảng sanh có đầy đủ tính nguyện hạnh, người ta chết là người ta giảng sanh, dù là chỉ ăn chay bốn bữa. Nhưng khi ăn bốn bữa rồi không phải ngồi đó hoài là không được. Cũng giống như là quý vị mình đi học lớp 1, qua năm sau lớp 1 nữa ba mình chịu không? Qua năm sau lớp 1 nữa chịu không? Quánh đòn luôn. Tùy thu cũng vậy. Bây giờ mới vô thì ăn chay bốn bữa đi. Ăn chay bốn bữa cũng lại ngày hai thời niệm Phật cầu giảng sanh, mà lỡ chết liền trong những cái tháng đó mình giảng sanh luôn, chứ Đức Phật không có đòi mình ăn chay trường liền. Nhưng mà vô rồi á thì vài ba tháng ăn năm gì đó mình phải lên lớp, lên hoài mới được gọi là cố chí. Như vậy là Đức Thầy dạy như vậy là tu nó dễ ha. Bây giờ thôi kết luận trả lời cái câu của chị Hải Bình nói đó, cái người ăn chay ăn không ăn chay, cố tình mà không ăn chay mà niệm Phật cầu giảng sanh để được giảng sanh là xin trả lời là không giảng sanh. Còn cái người mà cố chí ăn chay mà ăn chưa có được ăn chay trường mà có tính nguyện đầy đủ vẫn được giảng sanh. A Di Đà Phật hết rồi. Rồi kính mời quý vị mình đi kia tiếp. Đi làm tôi còn học rồi tôi tính đâu nó dễ quá mình ăn mặn lại. Tính đâu đã vậy.